Với biệt danh ác quỷ Cyanua, Lê Thanh Vân đã thực hiện một chuỗi giết người kéo dài 4 năm, cướp đi mạng sống của 13 người bằng chất độc Cyanua. Hàng chục người khác thoát chết, một kỷ lục trọng án mà đến nay chưa lặp lại. Trước khi chết, những nạn nhân đều có những triệu chứng giống nhau: chóng mặt, nhức đầu, cảm giác sợ hãi, co giật, nhịp thở chậm, yếu dần, nhịp tim rời rạc, chân tay lạnh, co cứng và tử vong. Bằng sự lạnh lùng và tàn nhẫn, Vân không chỉ giết người mà còn tìm cách che đậy tội ác một cách tinh vi, khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra sự thật. Vân đã lợi dụng tình cảm của những người xung quanh, biến họ thành công cụ để phục vụ cho kế hoạch cướp tài sản của mình. Câu hỏi đặt ra là, điều gì đã khiến một con người có thể trở nên dã man và tàn độc đến vậy? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cái chết đau đớn đầy bí ẩn của bà chủ xe khách. Sáng 28 tháng 6 năm 2000, xe khách biển kiểm soát 53L3259 xuất bến tại AEK, tỉnh Đắk Lắk về Thành phố Hồ Chí Minh. Dọc đường, bà chủ xe Trần Thị Sinh, sinh năm 1950, ngụ xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thấy trong người mệt mỏi, đau đầu và bị nôn ói. Khoảng 15 giờ cùng ngày, xe về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Sinh mặt tái nhợt, chân tay lạnh, co rúm, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Xác định bà Sinh bị ngộ độc thức ăn, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, cho bà nằm lại để điều trị. Và hôm sau, 29 tháng 6 năm 2000, bà dần dần hồi phục. Thế nhưng, sáng 1 tháng 7 năm 2000, đến bến xe miền Đông để đi viếng tang ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1955, ngụ Bình Dương, là tài xế lái thuê xe 53L3259, thì bà Sinh lại gục xuống bàn, hôn mê ngay trước cổng bến xe. Và 9 giờ 15 phút cùng ngày, bà đã qua đời ở bệnh viện. Có điều lạ là trước đó, vào ngày 29 tháng 6 năm 2000, khi tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm bà Sinh, chính ông Đông cũng đột ngột quỵ hôn mê. Các bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng ông đã qua đời. Tài xế Đông đang khỏe mạnh vào bệnh viện thăm bệnh nhân bỗng dưng bị ngất rồi tử vong. Bà Sinh ra viện đi đám tang ông Đông cũng ngất xỉu rồi chết. Hai cái chết trùng hợp kỳ lạ tạo nên sự hoài nghi. Đặc biệt lúc gia đình nạn nhân đang tăng gia bối rối thì một phụ nữ là Lê Thanh Vân, tức Ly Lam, sinh năm 1956, trú phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đưa cho thân nhân bà Sinh một tờ giấy viết tay với nội dung bà Sinh đã bán cho Vân chiếc ô tô khách hiệu Acer, biển kiểm soát 53L3259 với giá 200 triệu đồng 5 ngày trước đó. Theo một số người, thì Vân thường đi xe 53L3259, làm quen với bà Sinh ông Đông và nhận bà Sinh làm mẹ nuôi. Song thân nhân của bà Sinh nghi ngờ, cương quyết không chấp nhận, bởi lẽ mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và trước khi bà Sinh chết, họ không hề được bà bàn bạc gì về việc bán cần câu cơm của gia đình. Do đó, ông Phạm Văn Thanh, chồng bà Sinh, đã làm đơn gửi cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương, đề nghị điều tra làm rõ cái chết bất đắc kỳ tử của vợ ông, cũng như tài sản của gia đình là chiếc xe khách 53L3259, lúc này Vân đã quản lý. Lần theo dấu vết của người đàn bà mang tên Lê Thanh Vân. Qua nắm tình hình, cơ quan cảnh sát điều tra được biết tối 29 tháng 6, khi ông Đông vào bệnh viện thăm bà Sinh, thì có Lê Thanh Vân ở đó. Và sáng 28 tháng 6 năm 2000, trước khi xe xuất bến tại EAK, tỉnh Đắk Lắk, bà Sinh cùng phụ xe Lê Nguyên Đính có ngồi uống nước với Vân. Anh Đính uống cà phê, bà Sinh và Vân uống nước chanh muối. Đồng thời, bà Sinh cũng đã ngất khi cùng Vân ăn hủ tiếu tại bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Liệu Lê Thanh Vân có đánh thuốc mê quá liều đối với các nạn nhân như phù thủy gây mê Trần Thị Chắc trước đó ở Bình Thuận? Để làm sáng tỏ, ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2000, cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi hai nạn nhân gửi mẫu đến phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định. Tuy nhiên, việc giám định thường kéo dài trong lúc đối tượng nghi vấn có thể biến mất bất cứ lúc nào và biết đâu lại gây thêm án mới. Muốn đối tượng không trốn được chỉ có cách là phải bắt giữ. Song dựa vào cơ sở nào để bắt giữ Vân mà không vi phạm pháp luật? Tình huống xử lý khó làm đau đầu ban chuyên án. Họ nghiên cứu hồ sơ, đặt lên bàn mọi giả thuyết bắt hay không bắt Vân.
Với suy nghĩ không để lọt kẻ gian nhưng cũng không làm oan người vô tội, các anh còn đề ra phương án không bắt không được thì phải cương quyết bắt. Bắt cũng được, không bắt cũng được thì cương quyết không bắt. Chỉ bằng ấy chữ nhưng chẳng hề đơn giản chút nào. Phải dựa vào những yếu tố khách quan, trong đó dấu hiệu của tội phạm là yếu tố hàng đầu. Xác minh về nhân thân, Lê Thành Vân có một quá khứ đáng sợ với một lô tiền án tiền sự. Tháng 12 năm 1979 bị công an quận 10 bắt về hành vi giả danh đại úy quân đội để lừa đảo. Tháng 3 năm 1990 bị công an quận 5 bắt về tội giả mạo cấp bậc chức vụ, giấy chứng nhận, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, bị phạt 18 tháng tù. Và ngày 17 tháng 5 năm 1993, Vân lại bị tòa án quận 10 xử phạt 4 năm tù về tội lừa đảo. Bản án này có thể đã nặng hơn nếu như có đủ chứng cứ chứng minh Lê Thành Vân đầu độc giết chị Bùi Trung, ngụ tại phường 11 quận 10. Ngày 24 tháng 10 năm 1992, chị Trung nấu mì gà để ăn cùng gia đình và mấy người bạn, trong đó có Vân là người hàng xóm. Ăn lần thứ nhất, mọi người không việc gì. Nhưng sau khi chị Trung cùng chị Nhung, chị Trinh, anh Huy ăn tăng 2 thì bị đau bụng, phải vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Vân không ăn tăng 2 nên không sao. Chị Trung là người bị nặng nhất nên vẫn phải ở lại bệnh viện. Thời gian này Vân thường xuyên vào viện chăm sóc chị Trung. Nhưng vào lúc sức khỏe đã tiến triển khả quan thì chị Trung đột ngột tử vong. Ngay sau đó gia đình chị Trung tố cáo Vân lừa đảo chiếm đoạt tiền và đầu độc giết chết chị Trung. Kết quả giải phẫu tử thi do bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện cũng xác định chị Trung chết trong trạng thái choáng nhiễm trùng, nhiễm độc. Nhận thấy tố cáo là có cơ sở, công an quận 10 đã đề nghị phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp điều tra. Nhưng do không đủ chứng cứ nên tòa án chỉ kết án được Vân về tội danh lừa đảo. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng nhận được một số thông tin. Tháng 5 năm 2000, Vân đến nhà anh Lý Hồng Sơn ở tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cho thị bán giúp 20 tấn cà phê với giá 15.000 đồng 1 kg, trong khi giá thị trường chưa đến 10.000 đồng 1 kg. Nhưng anh Sơn không có cà phê. Ngày 19 tháng 5 năm 2000, Vân đến nhà anh Dưỡng ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nói để thị bán giúp cà phê với giá 13.000 đồng 1 kg, cao hơn nhiều so với giá thị trường. Tin lời Vân, anh Dưỡng giao 1,2 tấn cà phê và Vân ôm tiền, bỏ đi mất dạng. Từ những thông tin thu thập được, nhận thấy có khả năng đối tượng đang tiếp tục thực hiện hoạt động lừa đảo. Ngày 7 tháng 7 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương mời Lê Thanh Vân đến làm việc. Thị khẳng định đã mua xe khách 53L3259 của bà Sinh với giá 200 triệu đồng và trình bày về nguồn gốc số tiền mua xe. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy thị hoàn toàn không có khả năng tài chính để mua ô tô và tờ giấy bán xe của bà Sinh được chuyển đến Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh giám định, được xác định là giấy gian. Các tình tiết trùng hợp cộng với kết quả giám định cho thấy khả năng Lê Thành Vân có ý đồ chiếm đoạt chiếc xe biển số 53L3259, rất có thể thị đầu độc nạn nhân. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở đủ mạnh để chứng minh Vân giết người, nên cơ quan điều tra tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi việc khám xét chưa hoàn tất, thị bỗng nặng nặc đòi cho đi vệ sinh. Không thể từ chối, Trung tá Phạm Minh Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, nay là Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Bình Dương, chỉ huy việc bắt khám xét, đành phải gật đầu, nhưng dặn trinh sát phải giám sát để phòng ngừa thị tiêu hủy vật chứng hoặc làm điều gì đó bất lợi. Sự cẩn thận đó không thừa. Qua khám xét, trinh sát phát hiện trong túi của Vân có một đôi bông tai vàng 18K của bà Sinh và một số hóa chất, thuốc tây. Nghi ngờ loại hóa chất này có thể dùng đầu độc ông Đông bà Sinh, ngay sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cùng phòng kỹ thuật hình sự, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành thực nghiệm pha 1,15 gram chất bột nghi vấn là độc chất thu được của Vân với nước cất, lấy 3ml bơm vào miệng một con chó. Khoảng 30 giây, con chó có triệu chứng ngộ độc và 7 phút sau thì nó ngừng thở, ngưng tim. Kết quả trực quan này cho thấy số hóa chất thu của Lê Thanh Vân là loại hóa chất cực độc. Nhưng để đưa kết quả đó vào hồ sơ vụ án như một chứng cứ đấu tranh với bị can thì phải có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Trong đó nêu rõ con chó chết vì ngộ độc hóa chất.
Do vậy, xác con chó được giải phẫu và cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương quyết định trưng cầu phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định tìm chất độc. Trong khi việc điều tra vụ ông Đông bà Sinh mới khởi đầu chưa có kết quả, thì cơ quan điều tra ghi nhận thêm một cái chết tương tự khác có dính đến Lê Thanh Vân xảy ra trước đó. Ngày 6 tháng 4 năm 2000, anh Nguyễn Thanh Sơn ngụ xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cùng vợ chồng người em trai là Nguyễn Thanh Tuấn và vợ chồng người chị lên huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khai thác cây rừng. Trời tối nên họ ngủ trọ tại nhà ông Sang ở ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn. Sáng hôm sau, anh Sơn quay về huyện Phú Giáo đón thêm người. Khi trở lên huyện Bù Đăng vào buổi chiều, Sơn dẫn theo một phụ nữ giới thiệu là Ly Ly Lan. Sơn cho biết lúc ra đến chợ Bù Na, huyện Bù Đăng, anh ta gặp Lan. Hai bên làm quen và anh rủ đi làm rừng chung. Lan đồng ý, hai người cùng về Phú Giáo ăn cơm, rồi đón xe quay lại xã Thọ Sơn. Ở lại đây được một đêm, sáng hôm sau Lan nói phải về thành phố Hồ Chí Minh để làm giấy bãi nại cho một người đã gây tai nạn giao thông với thị. Chẳng rõ có thật hay không. Vào trong rừng, nhóm của Sơn làm chòi ngủ qua đêm. Sáng 9 tháng 4 năm 2000, thấy ít cây lồ ô quá, họ đi ngược trở ra. Cách nhà ông Sang khoảng 2 cây số, họ gặp Lan đi nhờ xe tải vào, mang theo một giỏ đồ và một bịch ni lông đựng mì gói, bún gói. Cùng nhau vào nghỉ ở quán bên đường, Lan để bịch mì bún lên bàn và nói, ai ăn thì tự nấu. Bản thân thị cầm một gói bún đi nấu cho anh Sơn. Ăn xong, mọi người lại đi nhờ xe tải trở ra nhà ông Sang. Dọc đường đi, anh Sơn bị ói mửa và kêu chóng mặt, nhức đầu. Vào nhà ông Sang, nghỉ đến sáng 10 tháng 4 năm 2000. Anh Sơn nói trong người không được khỏe, nên mấy chị em đi trước, còn anh và Lan ở lại, hẹn sẽ theo sau. Thế nhưng đến ngày 14 tháng 4 năm 2000, Nguyễn Thanh Tuấn nhận được tin Sơn đã chết. Anh liền quay lại xã Thọ Sơn gặp Lan, rồi cùng về Phú Giáo để lo đám tang cho anh mình. Lột mặt nạ của ác quỷ Cyanua Lê Thanh Vân. Tháng 3 năm 2001, Lê Thanh Vân lại tiếp tục chuỗi tội ác của mình khi gặp lại người bạn cũ Nguyễn Trung Du. Du không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Ông chở Vân đến một quán cà phê và gọi 2 chai sữa đậu nành. Nhân lúc Du đang dựng lại xe máy, Vân nhanh chóng bỏ chất độc vào ly sữa của ông. Chỉ sau 15 phút, ông Du bắt đầu có biểu hiện ngộ độc và được đưa đi cấp cứu. Trong khi ông Du đang đấu tranh với tử thần, Vân tranh thủ lấy trộm của ông 74.000 đồng cùng một chiếc điện thoại di động. Đáng tiếc thay, ông Du đã không qua khỏi và chết tại bệnh viện 5 tiếng sau với kết luận là bị tai biến mạch máu não. Vân còn mưu mô hơn khi yêu cầu cơ sở mai táng kê khống chi phí đám tang để con trai ông Du phải thanh toán lại tiền cho mình. Nhưng ý định không thành. Không từ bỏ, ả ta đem chiếc xe máy của ông Du đi cầm với số tiền 2,8 triệu đồng. Không dừng lại, sau khi giết hại ông Du, Lê Thanh Vân tiếp tục đầu độc bà Đào Thị Có, người đang tạm trú ở Trảng Bom, Đồng Nai. Với âm mưu tàn nhẫn, Vân đưa cho bà Có 5 cây vàng nhờ làm giả giấy chứng nhận hành nghề nha khoa. Khi không đạt được mục đích, ả ta lạnh lùng giết bà Có và chiếm đoạt chiếc máy trám răng. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2001, Vân lại tiếp tục chuỗi giết người đáng sợ của mình. Nạn nhân đầu tiên trong giai đoạn này là anh Trần Văn Khôi. Sau khi giết hại anh Khôi, Vân chiếm đoạt chiếc xe máy của anh, rồi tiếp tục gây ra vụ sát hại chị Vi Thị Thanh. Lợi dụng chiếc xe chiếm đoạt của Khôi, Vân đưa chị Thanh đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi chị Thanh chết, Vân lập giấy sang nhượng giả, lấy tên giả Lâm Anh Đào, với mục đích chiếm đoạt cửa hàng quần áo của nạn nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, Vân còn lập một giấy sang nhượng khác với nội dung rằng chị Thanh đã bán lại cho mình mảnh đất tại Bù Đăng, Bình Phước với giá 40 triệu đồng. Trong suốt thời gian được tại ngoại, Lê Thanh Vân không ngừng thực hiện các âm mưu đen tối của mình nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân xấu số mà ả ta đã gặp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã âm thầm điều tra hành vi giết người cướp tài sản của Vân. Tuy nhiên, ả ta luôn phớt lờ các lời đề nghị hỗ trợ điều tra của công an, khiến cơ quan điều tra buộc phải áp dụng biện pháp ngăn chặn để phòng ngừa nữ phù thủy chất độc lại tiếp tục gây án. Ngày 17 tháng 7 năm 2001, cơ quan công an quyết định hợp nhất vụ án hình sự tàn trữ trái phép chất độc vào vụ giết người cướp tài sản đối với Lê Thanh Vân. Đến ngày 14 tháng 8 năm 2001,
họ tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam phù thủy Cyanua Lê Thành Vân về tội tàng trữ trái phép chất độc. Sau khi lệnh bắt được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn ngày 9 tháng 10 năm 2001, đến ngày 15 tháng 10 cùng năm, Vân bị bắt tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khép lại chuỗi tội ác kinh hoàng của người phụ nữ này. Ngày 7 tháng 1 năm 2003, tại Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức sơ kết tình hình vụ án Lê Thanh Vân nhằm làm rõ liệu đối tượng có phải là thủ phạm gây ra cái chết của hàng loạt nạn nhân liên quan đến mình hay không. Lúc này, xác của Trần Văn Khôi vẫn chưa được tìm ra và số lượng nhân chứng quá ít ỏi khiến vụ án trở nên phức tạp. Trong khi đó, Lê Thanh Vân giả bệnh để tránh làm việc với cơ quan điều tra. Nhận thấy cần có chiến lược khác, các điều tra viên quyết định tập trung vào vụ sát hại Vi Thị Thanh trước. Sau một tháng di dời đến nơi giam giữ mới, Vân thú nhận mình đã đầu độc Vi Thị Thanh. Từ lời thú tội này, Vân tiếp tục khai nhận về các vụ giết người khác: bà Sinh, ông Đông, bà Có, ông Du và anh Khôi. Ngày 25 tháng 4 năm 2003, Vân viết bản tự thú nhận tội giết người, trong đó có đoạn: tất cả họ có làm phương hại đến tôi thì coi như tôi bị stress. Ả ta viết thêm một bản thú tội khác, lý giải động cơ gây án là do hoàn cảnh khó khăn. Đến tháng 7 năm 2003, Vân tiếp tục thú nhận là thủ phạm của 7 vụ giết người khác, nâng tổng số nạn nhân lên 13. Vân còn bị nghi ngờ là thủ phạm trong 8 vụ giết người khác, khiến 16 người có dấu hiệu bị đầu độc, trong đó có 3 người chết và 13 người may mắn được cứu sống. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để kết luận Vân là thủ phạm trong các vụ án này. Vân khai rằng ả ta mua cyanua từ một cửa hàng hóa chất trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bình minh cuối cùng của ác quỷ cyanua Lê Thanh Vân. Tại phiên tòa ngày 25 tháng 8 năm 2004, Lê Thanh Vân đối mặt với cáo buộc sát hại 13 người bằng chất độc cyanua suốt 4 năm, từ năm 1998 đến năm 2001. Mặc dù bị buộc tội, Vân liên tục khẳng định vô tội và cho rằng ả ta chỉ tình cờ xuất hiện tại các hiện trường để cứu chữa các nạn nhân. Lời khai tại cơ quan điều tra trước đó bị Vân cho là do bị ép cung. Ngày 28 tháng 8 tại phiên tòa, Vân ngất xỉu khiến phiên tòa phải hoãn. Tuy nhiên, các bác sĩ sau đó kết luận nguyên nhân là vấn đề tâm lý. Ngày 31 tháng 8, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình với Lê Thanh Vân vì tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ chất độc, và đề xuất án từ 21 đến 24 năm tù đối với người tình của Vân, Diều Dãnh Quang. Sau phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án tử hình đối với Vân và 21 năm tù đối với Quang. Tòa xác định Vân là thủ phạm chính trong các vụ giết người bằng cyanua và liên quan trực tiếp đến 8 vụ án khác. Sau khi kháng cáo, vào ngày 1 tháng 2 năm 2005, phiên phúc thẩm duy trì án tử hình cho Vân và giảm án xuống 17 năm tù cho Quang. Yêu cầu ân xá của Vân lên Chủ tịch nước bị từ chối. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2005, Vân bị xử bắn tại pháp trường Nghĩa Trang, Thủ Dầu Một. Trước khi thi hành án, Vân từ chối ăn bữa cuối cùng và muốn được nhìn thấy người thân và cảnh vật bên ngoài lần cuối. Khi chiếc xe chở Vân đi đến pháp trường sáng sớm, bình minh cũng vừa ló dạng, mang theo sự tan biến cuối cùng của ác quỷ cyanua. Chỉ còn lại là hình ảnh của một ánh sáng mặt trời cuối cùng mà Vân không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nữa. Những vụ đầu độc kinh hoàng của phù thủy gây mê Đào Thị Ngân. Một vụ đầu độc bằng thuốc gây mê tại miếu Bà Chúa Xứ làm 3 người bất tỉnh để trộm tài sản gây rúng động Tây Ninh cuối năm 2008. Tính tới đầu năm 2009, miền Tây lại chấn động khi trụ trì chùa Pháp Tam, thành phố Bến Tre trúng độc tử vong và 2 ni cô bất tỉnh sau khi uống phải ly cà phê của một người phụ nữ bí ẩn đến cúng chùa mời. Sau đó, liên tiếp các vụ đầu độc xảy ra tại khắp các tỉnh miền Tây khiến người dân vô cùng hoang mang. Song trong suốt một thời gian dài, manh mối về một nữ phù thủy gây mê, một sát thủ bí ẩn rất mờ nhạt, chỉ được mô tả là một người phụ nữ trạc 50 tuổi, da rất trắng, sống mũi mới nâng sữa, tóc dài khỏi vai uốn xoăn, trên người đeo sợi dây chuyền có hột đá cẩm thạch xanh và chiếc nhẫn vàng 18K đính hột xoài. Tại tỉnh Tiền Giang,
từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2009 cũng xảy ra liên tiếp hai vụ đầu độc tương tự tại một gia đình và một ngôi chùa. Ông Nguyễn Văn Chơi, trụ trì chùa Quan Âm, tỉnh Tiền Giang, cũng bị đầu độc chết tức tuổi. Hung thủ cướp đi một đồng hồ, bốn nhẫn vàng, hai lắc vàng và 1,6 triệu đồng. Cũng thời gian này tại tỉnh An Giang xảy ra hai vụ đầu độc, trong đó có bà Võ Thị Siêu, tu tại gia, bị đầu độc tử vong. Hơn 70 triệu đồng của các nạn nhân bị kẻ thủ ác cướp đi. Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ráo riết tập trung truy xét đối tượng, song vẫn không tìm ra được một manh mối nào về nữ phù thủy sát thủ bí ẩn. Đến ngày 28 tháng 5 năm 2009, tại chùa Bạch Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, lại xảy ra vụ đầu độc ba sư cô với thủ đoạn gây án tương tự. Thủ phạm đã cướp đi một số tiền khá lớn. Tổng hợp tất cả thông tin tài liệu về các vụ đầu độc cướp tài sản đã nêu trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an nhận định những vụ cướp trên do một nhóm đối tượng gây ra. Chúng có ít nhất hai tên mà theo mô tả của các bị hại thì thủ phạm chính là người phụ nữ trạc 50 tuổi, cao không quá 1,4 mét, dáng người cân đối, da rất trắng, sống mũi mới nâng sữa, tóc dài khỏi vai uốn xoăn, nhuộm màu nâu, trên người đeo sợi dây chuyền có hột đá cẩm thạch xanh và chiếc nhẫn vàng 18K đính hột xoàn. Trung tuần tháng 10 năm 2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra, đối chiếu và nhận định người có đặc điểm nhân dạng giống nữ phù thủy sát thủ nêu trên có nhiều khả năng chính là Đào Thị Ngân, sinh năm 1960, ngụ ấp 2 xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một đối tượng vừa được đặc xá vào ngày 20 tháng 9 năm 2008. Lập tức, thông báo truy tìm Ngân kèm theo chân dung và các thông tin liên quan được Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, ký gửi đến công an các địa phương trong tỉnh. Các đơn vị này nhanh chóng triển khai công tác truy tìm người đàn bà bí ẩn một cách khẩn trương và thận trọng. Tuy nhiên, những người mở nút vụ án lần ra được tung tích Đào Thị Ngân chính là trinh sát Nguyễn Quốc Hùng. Thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã, nay là thành phố Thủ Dầu Một, cảnh sát khu vực Nguyễn Văn Cường, Công an phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một và anh NTN, tên viết tắt, người chạy xe ôm. Anh N đã nhiều lần chở người phụ nữ có nhân dạng nêu trên đi nhiều nơi và bà ta vừa di chuyển chỗ ở mới. Anh sốt sắng được các trinh sát đi truy tìm người đàn bà bí ẩn từ 11 giờ trưa 18 tháng 10 năm 2009 đến 22 giờ cùng ngày thì phát hiện Thị đang có mặt tại một nhà trọ ở khu phố 2, phường Phú Cường. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng thời nắm vững yêu cầu chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nên trinh sát Hùng và cảnh sát khu vực Cường đều hết sức thận trọng, luôn trong tư thế sẵn sàng khống chế nếu đối tượng có hành vi bỏ trốn. Quả đúng như điều các anh nhận định, khi vừa thấy bóng dáng công an, người phụ nữ này đứng dậy định tuôn chạy. Trinh sát Quốc Hùng đanh giọng, muộn rồi Đào Thị Ngân. Vừa nói, hai đồng chí công an vừa án ngay cửa ra vào và yêu cầu Ngân ngồi xuống ghế. Đối chiếu nhân dạng thấy đúng là kẻ đang cần tìm, nên các chiến sĩ lập tức khống chế và tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ sợi dây chuyền, đôi bông tai, chiếc vòng, một chiếc lắc, hai bịch cà phê, hai túi đựng nhiều loại thuốc tân dược, 300.000 đồng cùng một số giấy tờ. Những tang vật nêu trên đã quá đủ để chứng minh cho hành vi giết người cướp tài sản của ả phù thủy độc ác cực kỳ xảo quyệt này. Sau khi ghi lời khai ban đầu, Công an thị xã Thủ Dầu Một đã giải giao Đào Thị Ngân cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục đấu tranh vạch trần tội ác của ả. Theo điều tra, vào năm 1978, Đào Thị Ngân từng phạm tội và vào tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến năm 1983, Ngân tiếp tục mặc áo tù thêm 5 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa mới ra tù, Ngân lại nâng cấp hành vi phạm tội lên thành kẻ cướp, để rồi phải trở lại chốn xưa. Năm 1990, Ngân ra tù khi tuổi đã 30 nhưng không tu chí làm ăn mà tiếp tục dấn sâu vào tội ác và vụ gây mê cướp tài sản của sư cô Nguyễn Thị Lê ở chùa Quảng Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ả trở lại nhà tù với mức án 4 năm. Chấp hành án được 4 tháng thì đầu tháng 10 năm 1991 ngừng trốn trại và tiếp tục thực hiện thêm 4 vụ cướp tài sản khác bằng thủ đoạn gây mê.
cuộc điều tra truy lùng ả diễn ra vô cùng quyết liệt trong suốt một thời gian dài. Mãi đến gần 4 năm sau, vào ngày 12 tháng 5 năm 1995, ngừng mới xa lưới. Tòa án Nhân dân tỉnh Sông Bé đã tuyên phạt ả tổng cộng gần 19 năm tù về các tội trốn khỏi nơi giam và cướp tài sản. Ngày 20 tháng 9 năm 2008 được đặc xá, ngừng trở lại con đường chết bằng việc gây mê cướp tài sản. Cụ thể là sau 2 tháng cởi áo tù, ngày 8 tháng 11 năm 2008, ngừng đến bến xe miền Đông gặp hai bạn tù là Hồng và Ngọc, chuyên sống bằng nghề móc túi và rủ cùng đi cướp tài sản bằng thủ đoạn đầu độc thuốc gây mê. Không chỉ đồng ý nhận lời, Hồng và Ngọc còn tiếp ứng cho ngừng 2 triệu đồng mua sắm số thuốc tân dược mang đi gây án. Ngọc dùng xe máy chở ngừng lên Tây Ninh, Ngọc ở trọ gần miếu Bà Chúa Xứ, còn ngừng giả vờ làm khách sùng đạo đến cúng vái tìm cơ hội tiếp cận, làm quen với chủ miếu và hai Phật tử, rồi tìm cơ hội bỏ thuốc mê vào 3 ly cà phê, mời họ uống. Khi những người này bất tỉnh, ngừng lục lấy 4 chỉ vàng và 500 ngàn đồng. Sau đó, Ngọc chở ngừng về bến xe miền Đông, giao chiến lợi phẩm cho Hồng. Do ngừng đã ứng tiền nhiều nên Hồng không chia cho ngừng một xu nào. Khoảng tháng 2 năm 2009, sau khi Hồng cung cấp cho ngừng 25 viên thuốc gây mê cực mạnh với giá 400.000 đồng, Ngọc chở ngừng xuống thành phố Bến Tre và chỉ điểm một ngôi chùa. Diễn tuồng cũ, ngừng cũng làm bộ vào cúng vái và xin được ngủ lại chùa một đêm. Ngừng chặt 3 trái dừa rót vào 2 ly rồi bỏ vào mỗi ly 8 viên thuốc mê, mời hai sư cô uống. Uống xong chưa được bao lâu, hai sư cô bất tỉnh. Ngừng liền lục soát cướp đi đôi bông tai và 3,2 triệu đồng rồi ra gặp Ngọc đưa về bến xe miền Đông giao tài sản cho Hồng để được chia 700.000 đồng. Cũng bằng thủ đoạn trên, một mình Ngừng đón xe đò lên Buôn Ma Thuột, xin ngủ nhờ tại một ngôi chùa và đầu độc 3 sư cô cướp đi 5 chỉ vàng 24K, một điện thoại di động, 150 đô la và 7 triệu đồng. Tiếp theo, khoảng tháng 4 năm 2009, sau khi Ngừng tự mua 10 viên thuốc gây mê, ả và Ngọc liền đón xe đò xuống Tiền Giang và được người quen giới thiệu làm quen với cặp vợ chồng mà người vợ có đeo nhiều nữ trang đắt tiền. Sau bữa cơm tối tại nhà khách, Ngừng pha 4 ly cà phê mời cả nhà uống. Sau khi họ thiếp đi, Ngừng lấy cái đồng hồ và 600.000 đồng rồi tẩu thoát. Cũng tại Tiền Giang, lúc 18 giờ một ngày tháng 7 năm 2009, Ngừng cho 3 người trong một ngôi chùa ngấm thuốc ngủ mê, sau đó thì cùng Ngọc lấy 2 chiếc lắc vàng 24K, 4 nhẫn vàng, sợi dây chuyền. Đến 4 giờ sáng hôm sau, Ngừng và Ngọc về bến xe miền Đông gặp Hồng. Hồng lấy sợi dây chuyền trị giá 3 triệu đồng. Ngừng bán số nữ trang trên được 11 triệu đồng, chia cho Hồng 3 triệu, còn lại Ngừng và Ngọc mỗi ả 4 triệu. Như vậy, Đào Thị Ngừng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện tất cả 8 vụ gây mê, cướp 9 chỉ vàng, 4 nhẫn vàng, 2 đôi bông tai, 2 lắc vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đồng hồ, 150 đô la và khoảng 88 triệu đồng. Trong 20 người bị Ngừng đầu độc có 3 người tử vong. Những người may mắn thoát chết do được quần chúng phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Với tội ác đã gây ra, ngày 5 tháng 5 năm 2011, phù thủy gây mê Đào Thị Ngừng đã phải ra trước vằn móng ngựa. Xét hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo sửa đổi nên đã tuyên mức án tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Riêng hai đồng phạm là Ngọc và Hồng cũng nhận một mức án tương xứng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!